với chữ địa. Địa có nghĩa là đất. Ngày xưa mình có thổ cũng là đất đúng không? Nhưng mà địa thì theo mình thấy nhá, là các từ vựng mà có chữ địa này nó hay nhấn mạnh đến cái mặt đất, còn thổ thì nói cả cái vùng đất đấy. Nên những từ như là chika tức là dưới tầng hầm ấy, dưới tầng hầm tức là ở dưới mặt đất ấy, thì nó dùng chữ địa này. Còn trong từ omiyage tức là quà đặc sản của địa phương ấy, thì nó viết bằng chữ thổ và chữ sản ấy, thì nó là nói đến cả cái vùng đất đấy. Ở đây thì phần bên phải cả cái cuốn sách Kanji Look and Learn thì họ cho cái phần bên phải này sẽ đảo con bọ cạp. Thế là ở đây có bên trái có bộ thổ liên quan đến đất đai ấy, có con bọ cạp ở dưới mặt đất. Rất là nguy hiểm. Để mình xem kỹ cách viết một chút nhé. Bên trái mình có bộ thổ này, các nét ngang của bộ thổ sẽ viết chéo lên một chút để nó hài hòa với phần bên phải. Bên phải thì nó cuộn vào nhau như thế này nhé, hai nét này sẽ song song với nhau. Đến đây thì giống như chữ C ấy, mình kéo hơi vuông góc một chút. Thì với chữ địa thì sẽ có hai cách đọc thôi, thứ nhất là chi và thứ hai là ji. Dưới đất đúng không? Tầng hầm thì đọc là chi cạn. Chữ địa ghép với chữ lý thì đọc là chi rị. Nhìn vào chữ lý thì hẳn là các bạn đã đoán luôn được cách đọc rồi, bởi vì nó quá là ngắn. Bắt đầu bằng L cao thì chắc chắn chuyển sang phải là R, và đuôi chỉ còn chữ Y thôi thì chắc chắn chuyển sang là phần Y rồi. Địa đồ có nghĩa là cái bản đồ đấy, là chi dựng. Và cuối cùng địa chấn, chấn ở đây là trong từ chấn chấn rung hay rung chấn đúng không, tức là nói đến cơn động đất, mặt đất nó rung chuyển mà, thì mình đọc là jishin. Chú ý là trong tiếng Nhật mình có ít nhất là ba từ cùng đọc là jishin nhé, nó khá khác nhau về chữ Hán thôi ạ. Chữ thứ nhất là chữ tự và chữ tín. Tự tín có nghĩa là tin tưởng vào bản thân mình ấy, jishin ga arimasu, tự tin. Từ thứ hai là viết bằng chữ tự và chữ thân thì là nhấn mạnh bản thân ấy, boku jishin tức là chính anh, watashi jishin chính tôi chẳng hạn. Và từ cuối cùng viết bằng chữ địa và chữ chấn là động đất. Và khi chúng ta nói là có động đất xảy ra tại đâu đấy nhé, thì nơi diễn ra một sự kiện thì nó sẽ là chữ thứ D, và có cái gì đấy nó vẫn dùng là arimasu đúng không? Tokino chiu cử để uroki jishin ga arimashita. Ngày hôm qua thì ở Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất lớn.